người chơi thấp nhất trong sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1. Một tình huống phạm lỗi nguy hiểm và ngay lập tức trọng tài chính Nguyễn Nhật Bình đã cầm sẵn trên tay chiếc thẻ vàng. Bá Tiến là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ vàng ở trận đấu ngày hôm nay. Và trận đấu cuối cùng mà các học trò huấn luyện viên Đào Việt Hà trải qua trước khi bước vào giải, đó là trận đấu giao hữu với đội tuyển U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Chuze. Và khi mà huấn luyện viên Lê Quốc Vượng có những sự điều chỉnh về mặt chiến thuật cũng như là con người, nỗ lực vừa rồi của cầu thủ Hòa Bình giúp cho đội nhà có được một quả phạt góc bên phía cánh phải. Ở một pha bóng tưởng như rất đơn giản thì các cầu thủ Hòa Bình cũng đã phối hợp lỗi. Đi bóng tự tin. Hai tình huống liên tiếp ở mỗi cánh, những pha bóng tranh chấp 1-1. Thì các cầu thủ của Hà Nam Vĩnh Yên Vĩnh Phúc luôn là những người giành được chiến thắng. Đang có tình huống phạm lỗi đến từ đội bóng của Vĩnh Phúc. Đó là trường hợp phạm lỗi của tiền vệ trung tâm Quang Anh.